Hello anh em, chào mừng em đến với kênh của mình No Way Win anh em nhé. Mấy nay thì mình kiểu gọi là quá là bỏ bê với công việc làm video của mình, do là cũng khá là bận thời gian các bạn, cũng đi làm kiếm tiền, cũng phải đi làm trả nợ anh em ơi, chứ không phải là rảnh rỗi gì mà ở nhà suốt ngày ngồi like với là ngồi làm video anh em xem được nhá. Thì rất chi là mong những cái bạn gọi là fan của mình thông cảm cho mình những cái điều đấy với. Còn những anh em nào mà lần đầu tiên xem video của mình ấy, mình xin rất chi là mong mọi người hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách like, subscribe kênh, bật cái chuông thông báo để lúc nào mình ra video thì anh em có thời gian anh em vào xem nhá. Ok, thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục quay trở lại con game Carwin anh em ạ. Và mình thấy như này này, anh em chọn một con game nào để mà chơi ấy, đầu tiên anh em cứ chọn những con game nào nó dễ ăn nhất có thể nhá. Như kiểu con Carwin này ấy, thì nó tuy không phải là một con game dễ ăn đâu, nhưng mà nó là một con game nó ăn nhanh anh em ạ. Thì có những cái video mình làm trong kênh ấy là mình lật bài anh em ạ, mình lật bài. Và những cái số tiền mình lật bài là đều rất là lớn luôn anh em ơi. Mỗi ngày mình lật tầm khoảng gọi là cái tổng cược của mình ấy có khi nó lên tầm mấy trăm củ anh em ạ. Nhưng mà tại sao mình lại đam mê với cái game lật bài này như thế? Nhất này là nó kiểu là ăn nhanh thắng nhanh. Thứ hai ấy, là nó kiểu gọi là cũng đúng như gọi là đúng cái bản chất của mình luôn anh em. Là cái bản chất của một con người họ thích gọi là mạo hiểm với là thích kiểu gọi là như nào nhỉ? Chơi nhanh ấy. Như mình ấy, mình kiểu một ngày mình lật bài tầm khoảng gọi là vốn ít thôi, tầm khoảng 500k đi đúng không? Mình lật một hồi nên là tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu gì đấy là mình nghỉ cũng được. Như thế là cũng gọi là quá là ngon rồi. Như thường thường ấy, anh em có thể chơi con Go88, con Sunwin. Anh em nạp tầm khoảng 1 củ đi. Và anh em đặt ra cái mục tiêu ăn tầm khoảng là bao nhiêu nhỉ? Khoảng 400-500 là anh em cũng nghỉ cho tôi gái. Thường thường ấy, một số anh em chơi những con game bài bạc với là những con game tài xỉu ấy thì đang có một tâm lý mà họ gọi là họ đang ảo tưởng về sức mạnh ở chính bản thân mình. Họ cứ nghĩ là những con game ấy nó dễ ăn, rồi thì chúng ta chỉ việc gọi là ăn, cứ đánh là chúng ta ăn. Nhưng mà họ không hiểu được là những cái nhà cái và những cái nhà làm game họ đang gọi là giải thính ấy, để gọi là dụ dỗ chúng ta bằng những cái gọi là những cái con mồi nó ngon nó ngọt. Anh em cứ nghĩ là anh em ăn được một bữa hai bữa là anh em ăn được mãi đúng không? Nhưng thật sự nó không phải như thế. Cho dù ấy, anh em hôm nay anh em ăn tầm 100 tỷ đi, đúng không? Nếu mà anh em không nghỉ, anh em không dừng lại, ngày mai anh em chắc chắn sẽ thua lại với số tiền gấp 10, gấp 20 lần như thế. Và anh em thử nghĩ đi nhá. Chả có một con game nào nó có thể gọi là nó có thể sập được. Chả có một con game nào nó sập bởi người chơi họ ăn nhiều lắm, họ ăn nhiều lắm. Kiểu như này này, ví dụ như kiểu hôm nay nó nhả cho anh em một tí, ví dụ như kiểu nay tôi đánh nó nhả tôi tầm 50 củ đi, đúng không? Ngày mai tôi lại nghĩ là ôi mẹ quả này mình ngứa tay để biết làm gì cả, có 50 củ hôm qua nó rút về đây rồi, hay là nạp đi tầm khoảng củ đi đúng không, nạp tầm 1 củ đi vào đánh kiếm bắt bún đấy, xong anh em nạp vào chơi. Ok, nếu mà cái việc trong cái hôm đấy anh em ăn thì không sao, là mình không tính đến rồi nhá. Còn cái việc anh em hôm đấy anh em thua thì ví dụ anh em thua được 1 củ, uầy mới thua 1 củ cay cú ếch trưởng luôn. Còn này thì mình phải làm sao đây? Hay là nạp đi vào tầm 2 củ đi, ta gỡ. Đúng không? Nạp tầm 2 củ ta gỡ. Sau một hồi nạp tầm 2 củ đi. Ví dụ anh em gỡ rồi. Đấy, gỡ rồi. Lên tầm khoảng 7 củ đi nhá. Rồi anh em bắt đầu kiểu, mẹ hôm bữa mình nạp có 1 củ mà ăn tầm 50 củ rồi. Đúng không? Chả lẽ hôm nay mẹ tầm này mà chả ăn đéo ăn được lên tầm 10 củ, 20 củ đúng không? Ok. Rồi anh em bắt đầu gọi là đánh tiếp. Ok, rồi cái ấy là bắt đầu anh em rơi vào cái gọi là cái bẫy của nó rồi, bắt đầu anh em rơi vào bẫy của nó rồi nhá. Bắt đầu là đánh tay nào cũng cái đánh cái đéo gì cũng thua. Bắt đầu mày cay cú, xong rồi lại nạp hết tất cả những số lãi anh em đang có hôm qua. Rồi vào mẹ, tay bắt đầu là tay rung mặt tái rồi, bắt đầu là đặt tay này đi nhưng mà này ngó tay kia, mẹ tay chân gì rồi đéo ổn nữa. Là anh em coi như anh em đứt rồi đấy, đứt ở cái giai đoạn gọi là anh em ăn rồi mà vẫn còn nạp vào ấy. Thì rất nhiều ông như thế luôn, tầm 100 ông thì 10 ông là như thế rồi. Đúng không? Còn giờ tôi sẽ nói đến cái vấn đề gọi là làm như thế nào để anh em không rơi vào cái hoàn cảnh là chơi mà nó như thế. Thứ nhất này, anh em có chơi thì cho ăn non cho tôi cái. Ví dụ như kiểu nạp tầm 300 đi. Đấy, nạp tầm 300. Ăn tầm khoảng củ ấy, 300 ăn tầm củ mày nghe cũng hơi khó rồi. 300 ăn tầm 1 củ là cũng nghe gọi là mõm rồi anh em ạ. Nhưng mà nếu mà có thể anh em ăn tầm củ thì anh em nghỉ cho tôi cái, là nghỉ luôn, là rút tiền, là bỏ luôn nhá. Là mỗi ngày em cứ làm lần như thế cho tôi là ok lắm rồi. Còn ông nào mà mẹ tham nữa ấy, gọi là muốn gọi là chơi nữa, thì mình nghĩ là chia làm 3k cho tôi cái.
cái ca thứ nhất anh em ăn tầm khoảng gọi là 500, xong rồi anh em bỏ tầm 4-5 tiếng gì đấy, xong anh em vào lại xong rồi lại chơi ăn thêm tầm khoảng 500 nữa là tổng kết ngày anh em có củ bạc đúng không. Một củ ấy giờ nói thật với anh em này, đi làm cả ngày đéo được luôn. Giờ tôi đi làm này, tôi một tháng tôi làm căng nhất nhất ấy, là tôi làm được 80 triệu. Và tôi làm những cái công việc gì, những công việc của tôi nó rất chi là mẹ đau đầu luôn, nó kiểu những cái công việc nó trí não ấy, nên là kiểu nó ăn chất xám nó nhiều. Thì cái mấy cái tôi đéo nói nữa, tôi đéo đã kể cho anh em, vì là cái công việc riêng của tôi cũng không đưa lên mạng là này làm gì nhá. Còn là tôi đang nói về cái vấn đề là dành những ông nào mà còn là nghiền quá đấy, đéo bỏ được, thì anh em học theo cái cách ấy của tôi. Ủa ma nãy giờ lật toàn thua này, cay thế nhở, đỏ cái ơi, tên cái nào nhận này. Để tôi chắc tôi lên tập củ rưỡi tôi nghỉ thôi anh em, chứ tình hình là mày cũng đéo ăn được ổn này. Dưới cái trên cái này dưới nữa, ok lên tập củ rưỡi nghỉ nhá. Chơi mấy con này thì biết đường mà lui thôi, chứ chơi mãi cũng không được, thầy chơi mãi cái đéo được đâu. Dưới này, ok một phát cũng đang nghỉ này. Uầy, dưới cái coi, trên cái coi, dưới cái nhận này, cứ nhận đi cho anh em ạ, chứ vậy chơi cái này mình cứ ok này, nhận này nghỉ nhá, ok chưa. Cái kiểu mà chơi con Gawin này ấy, thì mỗi ngày mình kiếm tầm củ gì đấy là cũng ok lắm rồi, cũng phải là chúng ta kiểu tham lam làm gì, tham lam thì cũng chả làm cái đếch gì đâu. Mình kiếm thêm một ít nữa kiếm lọc cho anh em nhá, lâu ngày không lọc cho mọi người cái gì cả. Thì, lên tầm 2 củ là nghỉ này, ok thấy chưa, rồi rút tiền nhá, ok bye bye anh em nhá. Nói chung thì tôi sẽ cố gắng tôi like và tôi sẽ ôi ngân hàng lỗi anh em, để tí xíu nữa tôi vào tôi lọc tôi rút nhá.